ưu tiên băng nhà chính, băng tiếp cái nữa này. Vâng, PK khi mà đã áp sát thì nó vụt cực kỳ căng luôn này. Tiếp theo bên này là những em xương vụt sập nhà chính, đúng rồi, PK hy sinh luôn. Một nhảy cuối cùng sẽ để cho thông qua cái bên kia luôn à, thả cho cái kho không, cực kỳ đã luôn, easy game các bạn nha. Và combo này được áp dụng cả bên ta và bên địch bình thường. Bên địch họ cũng đánh một trận bằng Giant, Super Giant với cả Wish. Bên mình cũng thế. Ok. Hello, xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một dạng video rất mới của mình. Đó chính là thấy cái mặt của mình đây này. Ok, chào tất cả các bạn. Chúc anh em một ngày mới thật là vui vẻ và tràn đầy yêu thương. Anh em chưa đăng ký kênh nhớ bấm đăng ký nha. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một combo rất hot của nhà chính Town 12 đến từ clan Gradium Invicta. Đó chính là Super Giant với cả là Wish các bạn nha. Và đây các bạn có thấy là họ chơi cả Shed và Động Đất. Rất hay, combo rất hay đến từ nhà chính Town 12. Thì ở các bạn biết rồi, combo này mình clan này mình làm rất nhiều trận đánh rồi và nhiều combo khác nhau, cực kỳ nét luôn. Thì trong trận thi đấu này là cắt hai bên này, anh em lưu ý này. Cắt hai bên và đưa Giant vào đây. Lợi thế của đánh Giant nó chính là slot nó chỉ chiếm có 10. Thay vì Golem một con là 30 slot thì anh em đã có thể chơi là thành ba con Giant rồi đúng không? Cực kỳ ngon nghẻ luôn nha. Và combo này thì sau khi anh em hạ được cái inflow nhiều tia ở khu vực trung tâm thì cắm quả xe lu vào, nó lu rất ác chiến luôn này. Trường hợp này em Queen bị bốc đi, xoáy chừng này xoáy ở ngoài này thì không sợ. Và nó đục thẳng vào khu vực nhà chính rồi nha. Quản giáo thời điểm này là gồng lên luôn các bạn này. Cực kỳ ngon nghẻ, vầng sương bay tung tóe trong trường hợp này. Nhà chính nó đã lồi lên và thủ nhà trong trận này là lava. Thế thì có chơi không? Vẫn còn một nhảy và hai băng. Thì bên này là bị King đã bị Headhunter nó bốc đi này. PK đã có một lỗ để cho vào khu vực nhà chính rồi. Đóng băng trước, ưu tiên băng nhà chính các bạn nha. Ưu tiên băng nhà chính, băng tiếp cái nữa đây. Vâng, PK khi mà đã áp sát thì nó vụt cực kỳ căng luôn này. Tiếp theo bên này là những em xương vụt sập nhà chính, đúng rồi, PK hy sinh luôn. Một nhảy cuối cùng sẽ để cho thông qua cái bên kia luôn à, thả cho cái kho không, cực kỳ đã luôn, easy game các bạn nha. Và combo này được áp dụng cả bên ta và bên địch bình thường. Bên địch họ cũng đánh một trận bằng Giant, Super Giant với cả Wish. Bên mình cũng thế. Ok, uy tín luôn. Là 3 giờ này mới nổ thì chúng tôi cũng đã xong rồi. Nếu các bạn thấy thích video này của mình cứ để lại một nút like, share, đăng ký kênh Akari Gaming của mình các bạn nhé. Và đừng quên ấn vào nút đăng ký để ấn hình chiếc chuông để nhận được những thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video nha. Chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với trận thi đấu ở nhà số 15. Rồi, các bạn lưu ý nha, combo ở đây đó chính là 10 Giant và 15 Wish, 8 Shed và 2 Động Đất. Khé đấy, rất khét ở nhà chính cao hơn 12 các bạn nhá. Ok luôn, và như vậy là đầu tư để đánh vào chỗ Inferno nhiều tia các bạn này. Hạ được Inferno nhiều tia rồi. Càng đấy. À, như này thì nó lùi mất đúng không? Rồi, xong Inferno nhiều tia rồi. Vậy là Giant đi ngược đây. Có lẽ là đúng rồi, cái hướng ở góc 12 giờ. Vâng, bình tõm các bạn nha, mỗi bên hai em và ở giữa là toàn bộ số còn lại. Vâng, Wish đang chạy vào số 15 Caesar. Khét đấy, anh em cảm nghĩ như thế nào về cái combo vâng siêu đẻ và siêu khỏe này? Chính xác là như vậy luôn đúng không? 15 Wish, ôi vãi đạn, mỗi Wish là được bao nhiêu xương mình không nhớ, nhưng mà nó nhân lên hệ 15 là cũng nhiều đấy. Quẩy rất ác chiến luôn. Thì trong thời điểm này xe lu là một điều quan trọng của combo này. Và Giant nó linh động hơn Golem rất nhiều. Và slot là nó đỡ hơn. Đó chính là cái lợi thế được sử dụng ở cái combo này các bạn nhá. Úi dồi ôi, em Queen Queen kìa, Queen kìa. Ui, chạy đi đâu bằng xoáy. Đau đầu phết với thanh niên này. Ok bạn ơi,
Trụ Wizard đứng đây nó bắn chùa khá nhiều đồ chơi này. Cái combo này thì nó mang tính chất là vâng nhẹ cái đầu. Tức là anh em đã thả hết rồi thì cũng không còn gì nữa. Spell thì các bạn đập từ đầu về cả băng, cả gì cả động đất với cả là sét rồi. Thì còn cái còn lại là việc cuồng nộ hay gì thì cũng không có mấy, chủ yếu là gồng quản giáo sao cho nó đẹp nhất. Ok. Lượm thêm một nhà số 15 nữa các bạn. Và vẫn còn nữa, đó chính là 17 và 18 cơ. Yên tâm, làm nhiều cho anh em thoải mái luôn. Lần này chơi có 14 wish thôi. Nhưng mà nói chung là vẫn cứ phải 8 set và 2 động đất. Ưu tiên đập cái Inferno nhiều tia anh em nha. Ưu tiên là thế nha. Rồi. Nát tiếp. Vâng, lại đúng cái hướng 9 giờ và 12 giờ. Y hệt. Đường đi quân y hệt. Khi mà đã hạ được hai Inferno đấy thì các bạn nhìn không? Cái đường đi quân nó rất rõ luôn. Anh em thấy thích cái kiểu video mình làm thấy mặt mình như thế này hơn hay là kiểu như bình thường thì hãy comment ở phần bình luận phía dưới nha. Mình thì rất mong muốn nhìn thấy các bạn. Cái gì vậy? Đúng là thanh niên gà đi dự đoán. Vâng, đánh 69 cơ bạn ạ. Đánh 69 cơ. Xe lu sẽ hạ nốt cây Inferno cuối cùng, hiểu ra vấn đề rồi. Vâng, sau khi xem xong là mình lại hiểu thêm vấn đề nữa rồi. Tức là các bạn thấy không? Hai cái Inferno đã bị hạ bởi Shed và động đất thì cái còn lại cho xe lu nó ủi vào. Tức là nó vừa thông vào khu vực nhà chính, vừa hạ được cái Inferno nhiều tia. Hay. Đấy chính là những điều mà chúng ta nên học hỏi đến từ những clan quốc tế. Họ đánh rất đa dạng về combo. Anh em nào mà chưa biết hoặc chưa xem những video về những combo khác nữa ở nhà chính Town 12 thì hãy cập nhật ngay trên combo của mình, bởi vì là kênh của mình làm rất nhiều video về clan Gradium Invicta này, đặc biệt kể cả mẫu bay luôn nha. Mẫu bay của bạn cá biển ở trong cái clan này các bạn. Một clan rất hay đánh gua tốt đến từ Pháp. Ok. Lượm xèng, lượm xèng. Xong nha. Chúng ta còn hai trận đánh nữa các bạn ơi. Uy tín luôn. Chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với trận thi đấu nhà số 18, những thanh niên Seiza này đánh luôn. À, ba cái Inferno bây giờ thì có lẽ là để mình đoán. 9 giờ và góc 12 giờ sẽ bị sập và bên này là đi xe ủi. Hoặc là xe ủi sẽ chả lẽ ủi thẳng từ hướng 12 giờ xuống hay sao? Khá là dị. Khá là dị em tôi đánh này. Để xem dự đoán của mình ở trận trước, tức là hạ cái hai cái E, à hai cái Inferno và bây giờ sẽ lưu để lưu nốt cái còn lại không, có đúng không? Đúng thật rồi. Khả năng là đúng thật rồi. Khả năng là đúng thật rồi. Cái này Inferno một tia nó không xi nhê. Nó bốc không xi nhê luôn. Bên này cánh quân đang ủi vào. Rồi, nó bốc được thằng nào đấy? À Super Giant. Như vậy pha này nó lưu cho màu chim nằm xuống. Đây các bạn, Inferno một tia điểm yếu với combo này khai thác triệt để vào cái điểm yếu đấy luôn. Ngon nghè nha. Quá ngon nghè luôn nha. Gì nữa đây nó mấy bạn. Rồi, nhà chính đã được kích hoạt luôn. Vâng, trận này cắm độc. Trận này có xài một độc chứ không đánh nhảy. Ai, tùy từng bay nha các bạn. Tùy từng bay áp dụng cho nó hiệu quả nha. Quản giáo chưa gồng đâu. Và trận này mang luôn Ice Golem để cho khu vực nhà chính bị xử lý đóng băng đây. PK đang bốc thanh niên kinh của đội bạn. Quá tốt luôn. Anh em lưu ý là ở trong cái War Mix Zone này giữa các clan quốc tế thì họ chơi theo kiểu rất là fair play. Tức là 5 nhà Town 12 sẽ đánh 5 nhà Town 12 ở bên kia chứ không có đánh vượt cấp. Đây là điều rất hay. Ôi, ngon luôn. Combo uy tín luôn. Đấy, anh em nào muốn áp dụng combo đi war rất là hiệu quả nhà chính Town 12 thì nên áp dụng combo này. Vâng, có lẽ mình cũng sẽ áp dụng combo này cho Town 12 của mình. Ok, hãy đưa ra cảm nghĩ của các bạn về cái combo và tính hiệu quả của nó ở trong video này ở phần bình luận phía dưới để mình biết nha. Và anh em muốn có cái nội dung gì nữa thì cứ comment ở phần bình luận phía dưới để mình sẽ cập nhật làm đúng ý của các bạn luôn nha. Vâng, Seiza đánh combo đấy được những nhà kia thì cũng bị đánh lại bằng cái combo này. À, nhọ cho thanh niên phết nhỉ. Đây rồi. Như vậy là pha này động đất nó. Úi rồi.
họ thả động đất mà để ăn được cả cái bên này nữa các bạn này, tính khét nhờ, tính khét đấy người anh em ạ. Rồi Selu để ăn cái này, Selu để ăn cái Inferno này và mở thông vào lỗ nhà chính. Ui rồi thanh niên này cháo cắt kiêng gì cả, chơi luôn cuti ở số 13 bên kia đấy. Hai bên đánh rất chuẩn bài luôn. Và bên đội bạn học lỏm cũng học lỏm nhanh đấy. Bên bị 4 bay thì cũng làm lại được bay cho nó phấn khởi. Được. Chất lượng lắm người anh em ạ. Đấy combo này nó dễ phân tích lắm các bạn. Cái chính là các bạn phải đạt được lính mắc cấp độ nhà chính tao hơn 12 combo này và chọn thả động đất với set thật chuẩn chỉ vào. Chứ thả sai một phát là cũng bốc ruốc đấy. Ui ôi cái đám này xoáy kìa. Lưu ý xin lính hội thành đó chính là hai Ice Golem với cả là một PK các bạn nhá. Đấy là mình thấy lính thủ nhà của mấy người chơi này xin nãy giờ đấy. Rồi ok luôn. Rồi ôi PK hẹo nhưng mà còn Queen đang đi ở khu vực trung tâm phấn khởi lắm. Không sợ bố con nào cả, Queen còn chưa cả gồng cơ mà. Rồi ôi bật quả gồng chất lượng luôn. Ok. Anh em nào có nhu cầu mua gem, mua vé vàng hay những gói ưu đãi gì thì nhớ liên hệ fanpage Akari Gaming với hơn 111.000 người theo dõi. Thanh toán thẻ tại ngân hàng và Momo đều ok hết các bạn nha. Và cái đường link fanpage đấy mình duy nhất chỉ giao dịch ở trên fanpage Akari Gaming thôi, mình không giao dịch ở đâu khác nữa nha các bạn ơi. Hay thì like cho mình, ủng hộ một like và share nha các bạn. Tuyệt vời lắm, đó chính là những động lực rất lớn cho mình tiếp tục trên con đường làm YouTube. Hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở những video tôi sắp tới. Bye bye anh em.